Khi một người mẹ mang song thai, đồng nghĩa với việc người mẹ đó sẽ phải trải qua rất nhiều những vất vả, khó khăn hơn một bà mẹ mang thai thường. Tuy nhiên, khi vượt cạn thành công, niềm vui cũng sẽ được nhân đôi và cuộc sống của mẹ cũng trở nên ý nghĩa hơn. Vậy nếu bạn đang mang song thai và muốn tìm hiểu thêm về những đứa trẻ sinh đôi, thì hãy cùng tìm hiểu ngay những điều sau nhé. 1. Trẻ sinh đôi là những cá thể độc lập. Hai bé sinh đôi ra đời cùng lúc với diện mạo giống nhau như hai giọt nước, không có nghĩa rằng các con sẽ có tính cách cũng giống nhau. Các cặp sinh đôi vẫn là những con người khác nhau với những quan điểm khác nhau. Chắc hẳn các bé sẽ có những điểm chung nhưng bên cạnh đó là những nét tính cách riêng khiến mỗi bé trở thành một cá thể độc lập, khác với những người khác, kể cả anh hoặc chị sinh đôi của mình. Một bé có thể thích nhõng nhẽo trong khi bé còn lại thì không. Việc nuôi dạy trẻ sinh đôi có rất nhiều thử thách nếu sự khác biệt giữa hai bé không rõ ràng. Chuyện ganh đua và so sánh là không tránh khỏi, nhưng ba mẹ cần cố gắng khuyến khích bé đưa ra những lựa chọn của riêng mình ngay từ khi bé đủ tuổi. 2. Trẻ sinh đôi dễ lây bệnh cho nhau. Anh chị em sinh đôi thường rất quấn quýt, đặc biệt khi chúng còn nhỏ, vì thế không có gì lạ khi hai bé cùng mắc một loại bệnh cùng lúc. Do đó, nếu một bé mắc bệnh, ba mẹ cần có biện pháp cách ly bé còn lại, không để hai bé ngủ chung và chơi chung cùng nhau cho tới khi bé bị bệnh hoàn toàn khỏi hẳn. 3. Mẹ có thể cho hai bé song sinh bú cùng lúc. Chắc hẳn nhiều chị em sẽ ngạc nhiên khi đọc đến đây, hầu hết các bà mẹ đều nghĩ rằng đây là điều không thể. Tuy nhiên, việc này cần một chút thực hành và rất nhiều kiên nhẫn. Ban đầu có thể hơi khó khăn cho cả mẹ và bé, nhưng khi tìm được tư thế cho bú thích hợp và cùng sự trợ giúp của một vài chiếc gối kê, mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cách làm này không chỉ giúp mẹ tiết kiệm được thời gian cho con bú, mà còn giúp gắn kết tình cảm giữa hai bé với nhau. 4. Không phải lúc nào cũng cần hai vật dụng. Chăm sóc hai bé sinh đôi không có nghĩa là bạn cần gấp đôi mọi thứ so với các bà mẹ khác. Điều này cũng có thể đúng với tã, nhưng còn nhiều vật dụng mà hai bé có thể dùng chung như cũi, thảm chơi, bàn thay tã. Các bé sinh đôi thích đùa nghịch cùng nhau trên một tấm thảm chơi và thích ngủ cùng nhau trong một chiếc cũi. Tuy nhiên, với xe đẩy hoặc ghế ngồi xe ô tô, bạn sẽ cần đến hai cái. Bạn có thể hỏi xin hoặc mua rẻ lại từ người thân, bạn bè để tiết kiệm chi phí, miễn là bạn kiểm tra được chất lượng của vật dụng trước khi dùng cho các bé. 5. Sự chú ý có thể kèm theo phiền toái. Các bé sinh đôi thường rất được chú ý bất cứ khi nào bạn dẫn bé ra ngoài, và việc này không chỉ khiến bạn tự hào mà đôi khi còn khá phiền toái nữa. Do đó, bạn nên chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để đối diện với tiếng ồ à, cũng như những nhận xét không phải lúc nào cũng dễ thương từ người khác. Với những người lạ hoặc chỉ quen biết sơ, bạn có thể để họ hỏi chuyện với các bé nhưng không nên cho phép họ đụng chạm. Đây đơn giản là bảo vệ con cái khỏi những tiếp xúc không mong muốn. Hy vọng với những chia sẻ trên, các bạn đã có thêm những thông tin thú vị về trẻ sinh đôi. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và cùng đón xem những thông tin hữu ích khác nhé!